pháp số 4. これはコンピューターの本です。Đây là quyển sách về máy tính. Cấu trúc. Nani nani wa, danh từ 1, no, danh từ 2, des. Với ý nghĩa, danh từ thứ nhất giải thích cụ thể hơn cho danh từ thứ hai. Ví dụ, これはコンピューターの本です。Đây là quyển sách về máy tính. それは自動車の雑誌です。Đó là tạp chí về xe ô tô. これは何の本ですか? Khi muốn hỏi chi tiết về đồ dùng, đồ vật, ta dùng từ để hỏi. Nan có nghĩa là cái gì? これは何の本ですか? Đây là quyển sách viết về cái gì? 日本語の本です. Đây là quyển sách về tiếng Nhật.